7 món canh cực kỳ bổ máu nhất định phải ăn mỗi ngày. Thứ nhất, canh bầu nấu nghêu. Thứ hai, canh bí đao nấu gà rất tiêu cay. Thứ ba, canh sườn non củ cải trắng. Thứ tư, canh rau dền thịt nạc băm. Thứ năm, canh rau cải cúc nấu lá lách. Thứ sáu, canh mướp nấu hẹ. Thứ bảy, canh nấm nấu gừng.